Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 3 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tổng quan về ngày. Ngày nhâm tý, Tháng giáp ngọ. Năm tân sửu. Ngày hoàng đạo. Ngày hôm nay, các tuổi xung khắc sau nên cẩn trọng hơn khi tiến hành các công việc lớn là xung ngày, giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất bính thìn, xung tháng, mậu tí, nhâm tí, canh dần. Nên xuất hành hỷ thần, hướng thần may mắn, tốt hướng nam, gặp hỷ thần sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành tài thần, hướng thần tài tốt hướng tây, sẽ gặp tài thần, mang lại tài lộc tiền bạc. Ngày xuất hành theo khổng minh. Thiên thương tốt xuất hành gặp cấp trên thì rất tốt, cầu tài được tài, mọi việc thuận lợi. tử vi tuổi tí. Thứ bảy này có chính tài ghé thăm mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi tí, có thể là tiền lương từ khoản làm việc thêm của bản mệnh hoặc nhận được tiền hỗ trợ tiền trả nợ từ ai đó. Dù sao, số tiền này tuy không nhiều nhưng đủ làm cho ngày cuối tuần của bạn thêm vui vẻ, thoải mái. Thủy khí vượng cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo. Thời tiết nắng nóng là lúc bạn nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn là cố làm việc nhiều hơn nên cố gắng làm việc tập trung để hoàn thành sớm công việc, có nhiều thời gian nghỉ hơn nữa. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày 24 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của buồn mạng, có cuộc ra đi ngắn hoặc phải thay đổi dự tính về công việc cũng như về tình cảm. Nếu nhóm bạn hoặc thảo luận không nên cố chấp ý kiến của mình dễ gây ra sự bất hòa mất lòng, và cũng không nên tin cẩn một cách quá đáng về những ý kiến của người khác. Coi chừng chỉ là tin đồn. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp, chưa đến. Tử vi tuổi bính tý Thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng không nên hấp tấp vội vàng vì có sự chậm trễ, trở ngại. Ngày có nhiều sự bận rộn hoặc có tin tức đến cần phải lo toan, giải quyết. Ngày thuận lợi cho việc mua sắm, tổ chức gặp mặt, gặp gỡ. Có nhiều sự gặp gỡ trong ngày. Tránh tranh cãi. Tử vi tuổi mậu tý Thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ, hoặc nhận tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo của người thân, bè bạn. Có tin vui. Sự mong cầu về tiền bạc có sự thuận lợi tuy nhiên trong sự gặp gỡ sẽ có những ý kiến trái ngược nhau hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính cần phải có sự khéo léo để giải quyết tránh sự bất hòa hoặc nghe được tin buồn của thân nhân bè bạn nếu là công việc thì không nên để mình bị áp lực tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng hãy làm vì uy tín danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, ngày tuổi của bổn mạng, nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm, cuối ngày có tin vui hoặc gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi Sửu. Nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi Sửu sẽ bước vào một cuộc thảo luận với các thành viên trong gia đình một cách tích cực với thái độ hỗ trợ, đóng góp để tìm thấy tiếng nói chung trong một vấn đề gì đó. Tuy nhiên điều quan trọng chính là là hãy suy xét mọi việc một cách thấu tình đạt lý nhé. Đây thực sự là một ngày bận rộn với vô khối những nhiệm vụ khó khăn được dành cho con giáp tuổi Sửu dưới tác động của kiếp tài, tuy nhiên nếu bạn nỗ lực và nhìn nhận mọi thứ với tinh thần tích cực thì bạn sẽ thấy kết quả xứng đáng với mong đợi của mình. Đây cũng là ngày mà bạn buộc phải học cách tương tác với tập thể thay vì chỉ làm việc một mình. Ngũ hành xung khắc cho thấy, một vài vấn đề của cơ thể chính là mối bận tâm lớn nhất của bạn ngày hôm nay, nhất là có thể nó liên quan đến tín hiệu gì đó mà bạn thờ ơ bỏ qua trong những ngày trước. Thay vì bận rộn với công việc thì hãy đầu tư thời gian cho sức khỏe một chút nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Tất cả sự mong cầu về tình cảm đính ước, hẹn ước đều không nên có tin buồn. Ngày gặp nhiều sự trở lực khó khăn, cần phải nhẫn nại hoặc phải bỏ công sức nhiều mới có kết quả. Chuyện vui chơi, khách khứa, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn dễ gây ra chuyện không như ý. Nội bộ gia đạo hoặc công sở có nhiều sự bất hòa hoặc có tin buồn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc tin tức mới ngày thuận lợi cho tiệc tùng đình đám hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin xa nên cẩn trọng về vấn đề đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Dù là công việc tiền bạc hay là tình cảm cũng không nên nghĩ đến quyền lợi của mình mà bỏ quên những người khác, phải biết chia sẻ. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thụ mệnh thổ. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm, tiền bạc tốt, tài lộc tốt. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Trong công việc cần phải có sự khéo léo nếu không sẽ khó thành công. Dù gặp tin xấu cũng không nên nản chí hãy tìm phương cách giải quyết. Chuyện thay đổi về công danh, nhà cửa nên tìm quý nhân cho biết ý kiến. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tiền bạc. Tử vi tuổi Dần. Thiên quan dự báo sự nóng vội của con giáp tuổi Dần, đôi khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn nếu như mọi việc đi theo hướng mà mình không mong muốn. Đừng quên rằng bạn luôn có được sự hỗ trợ từ những người xung quanh ngay khi bạn cần, vậy thì hãy cố gắng để sẻ chia với họ và có được sự giúp đỡ ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn tránh xa thị phi rắc rối liên quan tới mối quan hệ trong nhà hôm nay ngay khi có được sự giúp đỡ bạn hãy tự cứu mình đừng quá phụ thuộc hoặc quên mất rằng bản thân có đủ năng lực để vượt ra những tình huống hiện tại trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn, không nên chứa chấp người lạ trong nhà, nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói gặp chuyện thị phi, tranh cãi, hiểu lầm, bị trách oán, sai hẹn, bội ước. Sự mong cầu về tin tức khó đến, nên kiên nhẫn chờ đợi đừng nản trí khi công việc này sinh quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bề bộn và lo âu, tiến thoái lưỡng nan gia đạo có tin xấu không nên đi xa hoặc sử dụng phương tiện xe cộ máy móc di chuyển không tốt cho việc cầu hôn ký kết hùn hạp tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nếu đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình thì nên cẩn trọng cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ nhưng không nên kéo dài ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn không nên bỏ ngang nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn, mất thì giờ. Tuy nhiên cũng có tiền bạc tài lộc, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc mọi việc giao thiệp gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý hoặc chỉ là chuyện vui chơi không có lợi nên di chuyển ra đi để gặp người mình mong đừng e ngại sự va chạm nhưng cũng phải đề phòng rủi ro hoặc có sự chậm trễ có sự việc khác xảy ra nếu là người nữ thì phải chậm rãi chờ đợi tin tức mới trong công danh tài lộc tình cảm trước khó sau dễ cẩn trọng về sức khỏe có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim Mọi việc đều có thể xảy ra dù tốt hay xấu, không nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc có sự dây dưa, rắc rối, dính líu đến nhiều người, nhiều việc. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu, sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn, ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển tình thế. Nếu là ngày nghỉ và không có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Mão hôm nay xuất hiện hình hại vô lễ nhắc nhở người tuổi mão nhớ kiểm soát cảm xúc tông giọng của mình tránh trường hợp lớn tiếng với người lớn tuổi hơn nữa phải nhớ uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói chớ nên thích gì nói nấy một cách tùy tiện chính quan hỗ trợ cho nhiệm vụ của con giáp tuổi mão hôm nay được hoàn thành tốt chỉn chu có vẻ bạn rất hào hứng với một vị trí mới nào đó tuy nhiên nếu bạn đã ý thức một cách rõ ràng về những trách nhiệm đi kèm hay chưa sẽ có nhiều gánh nặng đi kèm theo nữa đấy đừng quá chủ quan nhé đây là ngày mà bạn sẽ cần phải học cách nhìn nhận mọi việc một cách thực tế hơn và sẵn sàng để lãnh nhận những trọng trách được giao phó đấy. Hãy tự tin lên, khi bạn tin mình làm được thì mọi thứ cũng trở nên đơn giản hơn. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Không nên tin vào sự dự tính của mình đã được định trước, rất dễ gặp sự sai hẹn, rời hẹn. Phải chủ tính cho mình thêm nhiều phương hướng khác vì sự việc sẽ đến hoàn toàn khác. Tuy nhiên không phải là điểm xấu. Ngày có nhiều sự hội ngộ, hội họp, bàn tán, đình đám, có tin xa. Nếu dự tính về đi xa hay di chuyển ngày này nên có sự tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa, mua sắm trước về phương tiện xe cộ, máy móc đồ đạc. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự thuận lợi về ra đi, thay đổi công việc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám. Có tin vui ở xa, gặp lại người xưa, có quý nhân giúp đỡ hoặc được quà cáp lộc ăn ngày tốt cho việc khai trương xuất hành khởi công đi xa di chuyển rời chỗ mong cầu về tài lộc kết bạn kết hôn cưới gà nộp đơn xin việc nhận việc đầu tư cổ phiếu huy động vốn xuất hàng thay đổi công việc tiến hành công việc thực hiện điều dự tính tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin có lộc hoặc có tin vui về tâm tình di chuyển nhiều tin tức tốt có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc ăn uống, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác đề nghị việc làm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt. Có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Sự việc gì cũng nên xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý. Có tài lộc hoặc có lộc về ăn uống đám tiệc gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử Vi tuổi Thìn. Trong ngày có tam hợp phù trợ là tín hiệu đáng mừng để con giáp tuổi Thìn từng tổn thương trong tình cảm chọn thời điểm này để mở lòng, tạo điều kiện cho người khác giới tìm hiểu mình. Lúc này cũng là cơ hội để cho những cặp đôi hóa giải những căng thẳng trong mối quan hệ hiện tại, hai người ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tỷ kiên xuất hiện khiến ngày cuối tuần của bạn có nhiều rắc rối tiềm tàng. Thậm chí, cuộc vui tụ tập bạn bè, người thân cũng không được được những mong muốn mà bạn hướng tới. Hãy giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo, bản lĩnh, một suy nghĩ chín chắn thay vì nghĩ gì làm đấy ngày hôm nay. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt cho vấn đề tiền bạc của bản mệnh, bạn đang mua sắm quá tay rồi đấy. Hãy tránh xa những món đồ bạn quá thích bằng cách không theo dõi những trang bán hàng đó nếu không bạn sẽ không kiềm chế được và liên tục mua đồ mới đấy. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Không nên e sợ chuyện mít lòng, phiền lòng, cứ mạnh dạn nêu ý kiến. Tài lộc còn chậm, ngày có nhiều tin tức hoặc chỉ để bàn thảo. Không nên tiến hành, quyết định sẽ gặp nhiều chống đối, bất mãn. Cẩn trọng khi sử dụng dồ đạc vật liệu, xe cộ có sự hư hại, hoặc cần phải tu bổ sửa chữa. Giới hạn trong việc di chuyển. Có tin buồn hoặc trái với dự tính. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm gia đạo cần phải lo toan không nên nản trí và cũng không nên đương đầu trong cách giải quyết ngày có lợi cho sự đáo hạn hẹn ước định kỳ tiệc tùng đình đám có tin xa hao tốn về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm gia đạo cần phải lo toan tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong tâm tình bất an sức khỏe không tốt gặp lại người xưa chuyện cũ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chỉ nên ngồi yên chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở hoặc chờ một cơ hội khác chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế có tin xa không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi. Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình. Ngày có nhiều chuyện yêu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt, việc làm không có kết quả. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý, phật lòng hoặc gặp rủi ro, tai nạn, tin xấu. Nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe, cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng, thất bại. Tuy nhiên cũng có tin xa, có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm ân nghĩa hoặc được ăn uống. Tử vi tuổi Tỵ. Con giáp tuổi Tỵ có biết niềm đam mê thực sự của bạn là gì không? Thiên ấn xuất hiện dự báo đây là ngày mà bạn khám phá chính những cảm xúc của mình, biết được những mong muốn và vị trí của bản thân trong đời sống để tìm kiếm những hướng đi, những kế hoạch chính xác và thích hợp cho tương lai đấy hỏa thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của bản mệnh, có thể vì hai người không thống nhất được một vấn đề nào đó và hai người không chịu lắng nghe nhau, ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình. Nếu nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy hối hận với hành động bồng bột của mình. Ngày này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát thân, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại. Phòng người người nguyền rủa tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, Ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm. Không nên trần chờ khi cơ hội đến, mọi việc nên tiến hành. Nếu có sự đề nghị hùn hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt, có hỷ sự, có tin xa, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh hoặc có tin tức tốt về làm ăn trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng, và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Có tin tức, tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng, không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, bất chắc hoặc gặp chuyện không hay, hoặc phải làm trong sự áp lực, bất mãn. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt. Trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc. Tử vi tuổi ngọ, ảnh hưởng của lục xung nên con giáp tuổi ngọ không giỏi giữ được bình tĩnh trong ngày hôm nay khiến bạn có xu hướng nói điều không nên nói làm việc không nên làm sẽ có thể có mối quan hệ bị dạn vỡ vì tổn thương hai người gây ra cho nhau vào thời điểm này chính ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi ngọ bước vào ngày mới với tinh thần đầy chủ động tâm trạng tốt nhờ thế bạn bước qua những thử thách của ngày này và làm việc hiệu quả chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ có được sự ghi nhận và đánh giá cao từ mọi người xung quanh đấy trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng không nên tiến hành giao dịch những công việc lớn sẽ gặp điều không may ngày có nhiều biến chuyển không thuận lợi dễ dàng trong việc giải quyết giới hạn việc di chuyển đi xa sử dụng phương tiện máy móc ngày chỉ có những tin tức không tốt hoặc tin tức không đến chậm chạp không nên tranh cãi bất hòa chỉ làm thêm rối ren dễ bị hàm oan thị phi tài lộc kém tình cảm không tốt gia đạo bất an tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày sung của bổn mạng nên cẩn trọng trong sự đi lại di chuyển có người bất đồng ý kiến với mình nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ có cuộc vui tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày sung của bổn mạng nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến ngày có sự hội họp bàn thảo nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ tài lộc tốt có tin không tốt về đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện tránh chuyện thị phi tranh cãi nên nhường nhịn sức khỏe không tốt có tin buồn không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cản trở gặp khó khăn chỉ hao tốn công sức tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên chi dụng vào những việc cần thiết có tin xa hoặc có sự gặp gỡ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra tốt xấu xoay chuyển liên tục nên bình tĩnh để giải quyết nên cẩn trọng dễ có sự hư hại trắc trở khó khăn nhưng vẫn có kết quả có người bất đồng ý kiến với mình có sự gặp gỡ người thân bè bạn hoặc có tin tức hao tốn về giao thiệp giải trí tử vi tuổi mùi tí mùi tương hại nhắc nhở con giáp tuổi mùi nên cẩn trọng cho dù là khi bạn thực hiện những việc quen thuộc sự chủ quan sẽ gây hại cho bạn trong lúc này đấy ngoài ra đừng quá tin tưởng một người mà dù bạn đã thấy rất thân thiết lòng người luôn khó đoán bạn nên luôn để cho mình một đường lùi đi nhé kiếp tài dự báo đây thực sự là một ngày không dễ dàng gì với con giáp tuổi mùi dường như những vấn đề rắc rối của hiện tại kết hợp với điều gì đó trong quá khứ sẽ làm cho bạn phải nghĩ ngợi chăn trở khá nhiều nếu bạn có thể tìm lời khuyên từ những người xung quanh thì mọi việc sẽ tốt hơn đấy ngày này mọi chuyện đều không may rất nhiều người mất mà không tìm lại được cầu tài không có lợi hay bị trái ý đi xa e gặp nạn nguy hiểm chuyện kiện thưa thì thất lý tranh chấp cũng thua thiệt e phải vướng vào vòng tù tội không chừng việc quan trọng phải đòn gặp ma quỷ cúng tế mới an tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến ngày có sự hội họp bàn thảo nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ tài lộc tốt đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự, ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Có hỷ sự, tin vui. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình nhà có sự hội ngộ họp mặt của bè bạn người thân hoặc có tin vui đến có tài lộc nhưng dễ hao tốn nên đi xa di chuyển thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại có tin xa tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc sức khỏe không tốt có tin buồn nên đi lại di chuyển gặp gỡ mới tốt ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc công việc làm ăn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí giao thiệp chia chác tử vi tuổi thân hôm nay có thể tam hợp mang tới tin mừng tình cảm cho con giáp tuổi thân đó có thể là một lời cầu hôn đề nghị cưới xin tin vui bầu bí người độc thân hứa hẹn có một buổi hẹn đáng nhớ nhiều cảm xúc trong ngày này thực thần cho thấy ngày hôm nay đem đến cho con giáp tuổi thân cơ hội cho một chuyến đi thú vị nào đó hoặc một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nào đó bạn cũng sẽ có được những phút giây thực sự vui vẻ thoải mái bên những người thân yêu trong gia đình hay bạn bè ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh cảm thấy lạc quan hơn với tình hình tài chính ở hiện tại có thể lời khuyên hữu ích của một người giàu kinh nghiệm giúp bạn chú tâm hơn vào việc cải thiện tiền bạc không mải chi tiêu như trước tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa tranh cãi cẩn trọng khi đi đứng di chuyển có rủi ro mọi dự tính chưa có thể tiến hành nên chờ đợi có tin buồn tài lộc chậm, chưa đến. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại, di chuyển có rủi ro, hoặc có tin buồn. Về việc làm cũng nên cẩn trọng, không nên hấp tấp vội vàng, dễ xảy ra những chuyện không vừa ý, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui. Nếu là công việc thì không nên hấp tấp, vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Có sự gặp gỡ bất ngờ, hoặc có tin tức. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. tử vi tuổi dậu. Do ảnh hưởng của tí dậu tương phá nên bản mệnh dễ gặp phải tiểu nhân trong ngày hôm nay khiến bạn không khỏi phiền lòng hay khó chịu. Nhưng nếu nhìn sâu vào vấn đề thì có thể thấy đối phương đang tự mang rắc rối đến cho chính họ mà thôi. Là ngày cuối tuần nhưng dường như con giáp tuổi dậu không có được sự yên ổn mà bản thân mong muốn. Ảnh hưởng của thương quan nên thậm chí kế hoạch vui chơi của bạn còn không được thực hiện theo kế hoạch hôm nay bạn phải biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình tránh sự nóng nảy cáu giận vô cơ làm hỏng việc ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm thấy sự thư giãn quen thuộc trong tâm hồn bất chấp sự bận rộn với công việc hay bị đặt vào một hoàn cảnh một vị trí nào đó đây là cơ hội để bạn nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ đấy nhé tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đã có sự hẹn ước giao kết thì phải tiến hành cho trọn vẹn có sự chậm trễ chút ít về thời gian gia đạo có tin vui hoặc có người đi xa gặp lại người xưa ngày thuận lợi cho đình đám tế lễ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc có sự gặp gỡ hội họp đám tiệc hẹn ước giải trí có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm có cuộc đi ngắn có tin vui về tình cảm tin xấu về sức khỏe làm ăn tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh tình cảm tiền bạc có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tuy nhiên cũng không nên kéo dài vì sẽ có sự đảo lộn, và cũng không nên tranh giành, tính toán, và cần xem xét lại những ý kiến khác. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc. Gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc, nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. tử vi tuổi tuất tỷ kiên nhắc nhở đừng để những cảm tính khiến con giáp tuổi tuất đưa ra những phản xét có phần phiến diện trong ngày hôm nay có thể bạn cảm nhận thấy một điều gì đó tuy nhiên hãy dành thời gian để tìm hiểu xem xét thật kỹ lưỡng thay vì vội vàng đưa ra những kết luận sai lầm nhé nếu không bạn sẽ hối tiếc đấy thủy thổ xung khắc dự báo có một số việc không hay xảy ra nhưng lại là điều kiện tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh của bản thân nếu bạn cho phép bản thân bỏ cuộc hay chán nản thì bạn sẽ rất hối tiếc vì điều này đấy hôm nay là một ngày tuyệt vời để bạn vượt qua những thách thức cũng như chống lại những cám dỗ trong đời sống có lẽ bạn sẽ phải tự đặt ra cho mình những khuôn khổ những quy tắc để có thể bám vào đó và hành xử trưởng thành bản lĩnh nhờ vậy bạn sẽ có những giây phút thực sự là hiệu quả trong công việc tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa ngày xấu mọi công việc đều không nên tiến hành nếu công việc đang trôi chảy thì sẽ gặp chuyện bất chắc trở lực hoặc có tin tức không tốt cho công việc làm ăn đề phòng tiểu nhân chơi xấu nội bộ có sự tranh cãi bất hòa sự mong cầu về tiền bạc không tốt còn ở xa đề phòng rủi ro tai nạn bệnh tật gia đạo bất an tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên chăm chú vào những công việc hiện tại có tính cách riêng tư không nên bàn gia tán vào những chuyện không hay của người khác dễ làm ơn mắc oán nếu có ý định thay đổi công việc hoặc đang gặp trở ngại cũng không nên quyết định nhanh chóng ngày có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc tiền bạc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán có nhiều sự xoay chuyển thay đổi bất ngờ hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên cẩn thận trong mọi hành động chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt ngày có nhiều sự thay đổi biến động công việc tin tức đến dồn dập không nên sợ những áp lực từ bên ngoài cần phải nhẫn nại ngày thuận lợi cho việc thay đổi sửa chữa tu bổ đi xa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày không tốt nếu không phải là những việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi sự giao thiệp gặp gỡ trong ngày chỉ nhận được những tin buồn hoặc mình gặp rủi ro buồn phiền đau yếu Ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, dễ bị vướng mắc lôi thôi. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc, tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin. Tử vi tuổi hợi. Ngủ hành tam hội cho thấy người tuổi hợi tìm được sự an yên trong nội tâm đem lại cho cảm giác dễ chịu cho bạn trong ngày hôm nay người thân trong gia đình lúc này cũng lắng nghe bạn hơn và thậm chí họ còn mang tới cho bạn những lời khuyên rất xác đáng thiên tài mang tới tiền bạc có thể lúc này bản mệnh khá dùng dình tiền trong túi nhưng khoan nghĩ vội tới việc mua sắm gì để chăm sóc vẻ bề ngoài của mình mà thay vào đó bạn nên xem lại các khoản nợ của mình để thanh toán chúng trước đi đã nhé thủy khí vượng ảnh hưởng không tốt cho vấn đề sức khỏe của bản mệnh có thể là vì bạn đang suy nghĩ căng thẳng quá nhiều trong thời gian qua cách duy nhất lúc này là bắt tay vào hành động sẽ giúp bạn hạn chế được việc nghĩ quá nhiều mà không làm tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính không nên e ngại sự chậm chạp chậm trễ vẫn có kết quả tốt ngày có sự gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám cuộc vui có người ở xa trở về hoặc có tin của họ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự. Tài lộc tốt tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày có sự đáo hạn đến hẹn ngoài ra nếu có mưu sự gì thì dễ bị nghẽn lối gặp trắc trở không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hội họp gặp lại người xưa có người đi xa cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại